Rồi, lại tới chiều lâu. Trời, giống giống em thi thi quán kia quá. Đấy, lấy cho chú ngon 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 cho dễ khoai lang. Khoai lang đúng không ta? Mọi khoai lang luôn cả nhà ơi. Khoai lang phải nói là rất là kỳ công luôn nha. Rất là ngon luôn nè. Mời mấy anh em ăn chung nha. Cắt muối. Rồi, tài thử miếng nha. Mời cô chú anh chị khoai lang bào ra là chiên lên. Có muối gì nữa nha. Muối mới. Ngon. Cảm giác hay sao? Giòn. Rất là giòn ha. Ngon. Ngon. Mặn mặn. Giống như phô mai này. Đúng rồi, phô mai muối, muối phô mai. Mà nướng thì mà chiên cái này là phải tốn dầu nhiều lắm nè, nó mới ra được béo như giòn. Rất là ngon cả nhà. Cây này thì cũng là một cái cách và là đỡ nghe. Ngon không? Giòn nhưng mà thấy gì? Vậy thì sáng hồi nãy thằng Nhân mười điểm. Sáng hồi nãy thằng Nhân cũng chia sẻ đến chính lại clip nãy cả nhà. Hồi nãy lên gấp quá chưa coi mấy clip của anh em lại. Cái vụ mà lạc xưởng ở cả nhà lạc xưởng hồi nãy thằng Nhân chia sẻ lên là của chị Út miền Tây đúng không anh? Lan miền Tây. Ông Nhân tưởng là của chị Hồng Loan. Nói chung là của chị Hồng Loan cũng có bán đặc sản nữa cả nhà. Sẵn đó thì ông Nhân cũng biết kiếm lại rồi. Đó là của chị Úc Lan miền Tây nha cả nhà. Chị Kiều ở nước ngoài đó. Mua cho anh em. Ông Nhân tưởng hôm qua gì sớm quá thì cứ nghĩ là mua của chị Hồng Loan. Không, nhưng mà tưởng của chị Úc Lan miền Tây nha cả nhà. Giờ quay lại mình ăn Lan tiếp đi. Lan chiên. Lan chiên cả nhà. Lan chiên. Ồ mai. Đây. Rồi mẹ lên xuống. Mẹ lên xuống nó người gãy hồi cây luôn coi nha. Tiêu ơi. Ăn nè. Ăn cơm vô qua đây. Khoai lang chiên. Ăn mất cỡ nữa hả? Khoai lang. Chiên mất cỡ. Ăn đi anh. Rất là ngon. Rất là giòn. Rất là giòn luôn đó nha. Đây cũng là một cái cách để mình ăn khoai lang nhiều mà không bị nghén. Ngon. À, hợp lý. Và đó là mà ai cái... suy nghĩ cái món này à, cái món này biết anh có biết nếu mà anh suy nghĩ rồi anh biết chị Thảo làm sao không? Bào. Và đó là phải bào ra đúng không? Bào ra. Cái này cả nhà, đây. Chị bào. Chị bào mỏng ra. Cái khoai lang mật á, tôi làm khoai lang Đà Lạt cả nhà, bào mỏng ra. Mỏng mà không bé không xong rồi chỉ chiên lên nè phải chiên ngập dầu mới được á đó. Đó chiên lên cả nhà thì xong rồi chỉ mới gắp thêm những cái gia vị nha muối phô mai muối phô mai phải nói là quá ngon luôn cả nhà mời cả nhà ăn chung với anh em nha Nhi qua là Nhi ơi rồi luôn Nhi tiêu chào em hả ta chưa lấy không mà không lấy em nè chơi rồi lại tới chiều lâu nhé. Trời giống giống em thi thi quán kia quá. Đấy, lấy cho chú ngon ngon. Ôi vậy nói là rất là ngon luôn đó nha. Hợp lý. À, phải nói là bây giờ mấy anh em được mấy chị bên trong nhà thương
và đó là cái công sức của mấy chị mà bào ra từ cái miếng ba lan như vậy cả nhà. Mà nó rất là cực luôn á, rất là cực luôn. Phải gọt vỏ ra cả nhà, thấy tất cả những miếng ba lan đây là không có vỏ luôn, là chỉ phải gọt vỏ ra hết cả nhà. Phải nói là gọt vỏ nó mất, gọt vỏ này thì của ba lan nó đâu có ngay đâu cả nhà, phải mất rất là nhiều thời gian đó. Lượng của ba lan nó suông đó rồi mấy chị mới bào ra. Mà bào ra cái nhà mình nhìn thấy miếng hoa lan nó chiên mà nó đã tóp lại như vậy á, là phải nói là củ hoa lan rất là bự luôn đó. Chị cắt khúc ra như thế này nè, chị bào ra đó. Nó là chị Thảo chị rất là chu đáo luôn, mà chị Thảo làm này rất là ngon luôn đó nha. Còn Thảo chỉ làm cho mấy món mà kiểu như là chân thái vậy, chân gà này kia, nước chấm chỉ làm ăn nó bá chí một giác luôn, ngon lắm luôn đó nha. Ê, lâu lâu mới được chị Thảo làm cho một hai món ăn, phải nói là đã lắm luôn. Phải nói người con gái miền Tây ở nhà mà phải nói làm đồ ăn là chỉ có cái là nhất đắt. Không phải là nói miền Tây, gái miền Tây làm ăn mới ngon mà gái miền khác làm không ngon nha. Mỗi một cái vùng miền á nó sẽ có cái đặc trưng khác nhau, tại vì Hậu Nhân cũng là người miền Tây nên mình cảm nhận cái người miền Tây nó ăn như vậy. Còn người miền Bắc, miền Nam, miền Trung và tất cả miền khác á, thì sẽ có hương vị khác nhau, nhiều khi nó không phù hợp với mình thôi. Nếu mà mình trải nghiệm và mình tới đó mình ăn nhiều lần mình cảm thấy nó sẽ khác nữa, nhiều vùng miền nó ăn rất là ngon, rất là ngon luôn cả nhà. Đó, em ăn thêm không? Qua đây ngồi chung với anh nè. Ngại tại cháu cháu nè, nó đưa mấy ngón nè, nó dễ. Đúng không thêm? Giòn quá, giòn ha. Giòn, ngon chiên này, tốn dầu. Phải nói là chiên cái này rất là tốn dầu luôn đó nha. Vừa phải tốn dầu, vừa tốn da. Vừa tốn da, mà phải nói là phải canh nữa nha. Canh xong miếng khoai lang nó vừa giòn luôn, vừa giòn tới luôn. Không quá thì nó sẽ bị ngấy, khét à. Mà cái chỉ riêng vừa giòn tới luôn, tan luôn. Ăn cái nhà nhiều rồi. Có còn muối. Mới cắt tóc rồi. Mới cắt tóc. Đẹp trai. Bốn chục ngàn. Thì cái công cuộc mà giải cứu khoai lang ở nhà thì hôm nay là ngày thứ năm. À, thì hồi sáng là chị Hồng Loan đã tâm sự bán được 4 tấn khoai lang rồi cả nhà, 4 tấn rồi. Thì từ đây tới chiều sẽ bán, cố gắng làm sao là còn 1 tấn nữa bán hết luôn, 1 tấn là giải cứu trong vòng 5 ngày 5 tấn khoai lang. Thì rất mong ở nhà mình gần đây ai yêu mến chị Hồng Loan thì mình đến mà giải cứu cái nửa chỗ xong. Mà Hậu Nhân thấy giải cứu thì cũng có giải cứu nhưng mà thấy chị cho cũng nhiều lắm luôn cả nhà. Hồi sáng này thấy chị chở đi một xe luôn, đâu phải 5-60 tí cả nhà, chở lên mộ cho mấy cái người, những cái anh em YouTube trên chợ đó, và những cái cô chú bác dọn dọn giường với lại dọn mấy cái nhổ cỏ hay là dọn vệ sinh ở trên mộ cả nhà. Phải nói là chị rất là tốt luôn. Mới đẹp. À, dạ thì video cũng khá dài rồi đó nha. Hậu Nhân cũng chúc cho cả nhà mình về sức khỏe và nhiều thành công ha. Không phải. Tí làm tiếp nói chuyện với nhà tiếp ha.